Đấy thì bác nhiều khi bác đi đi đường ấy, bác tưởng tượng ra một cái chuyện vui như này. Cái người dịch ấy, thì nhiều khi bác tự ví giống như là một cái bác sĩ giải phẫu ấy, mổ cho người ta. Xong ông vạch, tức là ông mổ toang khoang bụng ra rồi ông ấy là sửa chữa tất cả các thứ trong đó, xong lắp lại, khâu lại và làm sao để cho người ta sống lại bình thường, trở thành một người đang người bệnh trở thành người lành. Thế còn cái người dịch ấy, thì là ông bê một ông người Anh vào lên bàn mổ, ông cũng mổ một xẻ rồi ông xem xét tất cả bên trong, đến khi ông lắp lại và cái người kia sống lại để trở thành một ông người Việt, thì đấy là công việc của người dịch. Mình phải có cái trình độ ngoại ngữ để đủ để hiểu cái tác, đủ để hiểu cái văn bản của tác phẩm. Thứ nhất ấy, đủ hiểu văn bản của tác phẩm và hiểu, không phải là chỉ hiểu mà hiểu đúng theo cái tính chất của nó. Ví dụ như một văn bản triết lý thì mình phải hiểu sâu xa cái tư tưởng triết lý của người ta. Nếu mà văn bản đó ví dụ như có tính chất văn chương, có tính chất trào phúng, hài hước vân vân ấy, thì mình cũng phải hiểu được những cái ý đó, những cái ý đó. Chứ nếu không ấy, thì chúng ta chỉ thấy được cái bề ngoài của nó, tức là những cái nghĩa đen, những nghĩa mà hơi hợp chất ở trên bề mặt của tác phẩm, của văn bản. Thế thì đấy là cái thứ nhất. Cái mà hiểu ngoại ngữ mà có thể hiểu đến cái mức độ mà sâu như thế thì là phải đọc nhiều và cũng phải suy ngẫm nhiều. Hai nữa là cái tiếng Việt của mình ấy, thì cũng phải trau dồi để cho nó đủ sức để mà truyền tải được những cái ý tưởng cũng như là những cái gì nó sâu xa hơn của tác phẩm. Thế còn khi mà đã dịch về chuyên môn, về một cái lĩnh vực nào đó, thì mình phải có cái nền tảng về cái đó, cái đơn giản nhất như thế. Có những ông bạn già, ông bạn khá thân, đấy, ông ở Sài Gòn xuống lâu lâu xuống mà ông ấy thích đọc những cái bản dịch của bác. Thậm chí có những cái bản ngày xưa ấy là bác còn đang ở trong dạng bản thảo, chưa in, thì cũng đã đưa cho ông đọc rồi. Và ông rất là thích, ông cũng chịu khó đọc, ông là một kỹ sư già, cho nên ông cũng rất là thích đọc. Thế nhưng mà đến khi mà nói chuyện đọc ấy, thì ông bảo là, ông phản đối dữ dội, ông bảo là ông như vậy là ông toàn dịch những cái tác phẩm mà nó khó khăn, nó như thế tại sao ông không dịch những cái chuyện ngôn tình, những cái chuyện nhỏ nhỏ, những chuyện trẻ con mà bọn cái lớp tuổi là mới lớn ấy nó rất thích, hoặc là cái chuyện phổ thông cho tất cả mọi người, là mọi tầng lớp xã hội họ đều đọc được, họ là mà tại sao cứ đi dịch những cái đó, một cái quyển sách ông dịch như thế là người ta có thể làm được mấy cuốn. Thế rồi ông mới kể những câu chuyện, ví dụ như là có người là trước đây là cũng có một ông thầy là dịch giả mà ông dạy cho ông ấy cách dịch, thì ông ấy nói là rất dễ anh ạ, chỉ có một cái là anh đọc một cuốn sách đi, anh cứ đọc anh hiểu đến đâu thì hiểu, nhưng mà xong anh tưởng tượng ra, anh thí dụ anh đọc 3 chương xong anh nhớ được cái nội dung như thế, mà chỉ cần nhớ được cái tóm tắt cái câu chuyện, xong ông cũng viết lại toàn bộ 3 cái chương đó hoàn toàn. Đấy thì dịch nhanh lắm, một quyển sách như thế là chỉ dịch có thời gian rất là ngắn là được quyển sách to. Thế thì đấy là ông sáng tác chứ đâu có phải ông dịch, tức là ông chỉ chôm được cái ý tưởng của người ta thôi, thì giống người ông viết lại đấy, ông bảo đấy là dịch như thế. Và nó có hai loại người, là dịch nói và người dịch viết, hiểu không? Có những người dịch viết là chưa bao giờ nói được một câu tiếng Anh, ví dụ thế. Bác thì bác nói được, ví dụ như là bác nói chuyện với lại người nước ngoài mà trực tiếp nói và nói chuyện bình thường thì có thể nói được và hiểu nhau được. Nhưng mà nói đến cái mức độ là mình có thể là đứng lên thuyết trình cả một cái vấn đề sâu sắc mà mình vừa dịch xong ấy, thì chắc là nói bằng cái tiếng nước ngoài thì chắc không nói được. Bởi vì sao? Bởi vì bác là người là trong khi học ấy, thì là chủ yếu là học chữ, cho nên là rất ít quan tâm đến về cái phát âm, vấn đề ngữ âm, rất ít quan tâm. Đấy. Nhưng mà bác lại quan tâm này, bác lại quan tâm cái vấn đề ngữ âm tiếng Việt trong khi dịch ra. Sau khi dịch ra rồi, bởi vì bản dịch bằng tiếng Anh ấy, thì mình chưa thể biết cái hay của nó, tức là mình dịch, mình đọc lên mà nó hay như thế nào. Nhưng mà bản dịch bằng tiếng Việt ấy, thì sau khi dịch xong, bác nhất thiết bác phải đọc lại, đọc to lên để mà hiểu được là cái nhất là về văn học ấy, đọc lên xem là nó nghe có được hay không, đó, quan trọng thế. Thế còn đối với bác thì bác không quan tâm đến cái chuyện là phải nói được cái tiếng đó, nói đến nó là hai lĩnh vực khác nhau hoàn toàn. Cho nên là bác, cái công việc của cái bác là cái công việc của cái người cô đơn, cái người mà mình chỉ có việc làm mình nhất làm mà không thể chia sẻ với ai được. Bởi vì những người mình có thể chia sẻ họ đều rất xa, họ là ở đâu đó, ví dụ như là ở một cái công chúng nào đó, chứ thực ra là không có thể gặp những người như thế. Có một cái người bạn của bác, cái bạn học cũ ấy, thì họ nói một câu như thế này, thì nó rất là triết lý như thế này. Tức là khi đã về hưu rồi ấy, thì cái thích nhất là được làm cái gì mình thích. Ví dụ như là trước đây anh còn đi làm, anh bận quá, anh rất muốn câu cá nhưng anh không có thời gian để câu cá, thì bây giờ cứ đi câu cá đi, và cái câu cá đó là không ai ngăn cản được anh cả, thì bác làm công việc gì cũng như thế thôi.
tức là làm cái công việc mà mình thích. Thế thì cái công việc này ấy, thì mặc dù là người ngoài nhìn vào thì nó rất khổ, rất khó chịu, suốt ngày đắm đuối, đăm chiêu rồi là suy nghĩ rồi là cau có với cái văn bản, với cái công việc của mình ấy. Nhưng thực ra mà nói thì là cái niềm vui, tức là một cái gì không thể thay thế được cho cái cuộc sống của bác, trong cuộc sống của bác cái thời gian mà dịch ấy. Mà hiện nay nó chiếm rất nhiều, có khi nó chiếm đến 1/3 thời gian sống của bác đấy. Thế nhưng mà nếu như không có nó thì chắc là sống không được. Tôi đi vào rừng bởi vì tôi muốn sống thong dong, chỉ đối diện với những sự kiện tinh túy nhất của cuộc sống và xem thử tôi có thể học được những gì nó phải dạy cho tôi hay không. Và không để đến khi tôi gần chết mới khám phá ra rằng mình chưa hề sống. Tôi không muốn sống cái thứ sống không phải là cuộc sống. Sống là phải thật thiết tha, nồng nhiệt. Tôi cũng không muốn sống cam chịu, trừ phi vô cùng cần thiết. Tôi muốn sống sâu và hút lấy chất tủy của cuộc sống. Tôi muốn sống thật cường tráng, giản đơn như người Sparta. Gạt bỏ khỏi cuộc sống tất cả những gì không phải là sống đích thực, dồn cuộc sống vào một góc, giảm nó đến tối thiểu, và nếu nó tỏ ra tầm thường đê tiện thì nhận rõ toàn bộ cái tầm thường đê tiện ấy rồi công bố cho thế giới biết. Hay nếu nó cao thượng thì nhờ kinh nghiệm mà biết nó và có thể làm một mô tả chân thực về nó trong một cuộc du ngoạn sau cùng của tôi.